Kính chào quý vị, chào các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trang truyền hình cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La. Trong trang cơ sở này, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn gương anh Hoàng Văn Tú, tấm gương điển hình trong sản xuất kinh doanh giỏi. Tiếp đó là phóng sự Yên Châu đảm bảo tiêu thụ nông sản. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, việc thực hiện chỉ thị 05 CTTU về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh được cán bộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện Yên Châu hưởng ứng tích cực, tạo nhiều chuyển biến rõ nét trên các mặt đời sống kinh tế xã hội của huyện. Điển hình có anh Hoàng Văn Tú, sinh năm 1986 ở bản Yên Thi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, là cá nhân tiêu biểu vừa được huyện ủy huyện Yên Châu và tỉnh ủy Sơn La tuyên dương gương học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở mảnh đất Lóng Phiêng, do điều kiện gia đình khó khăn nên khi học xong cấp trung học cơ sở, anh Hoàng Văn Tú đã quyết định không học tiếp mà bươn trải để giúp đỡ gia đình. Anh đã làm thử nhiều nghề như nghề xếp mổ, quán ăn, kinh doanh điện tử, nhưng cuộc sống vẫn khó khăn. Chần chừ với suy nghĩ thoát nghèo và nhận thấy địa phương nguồn nông sản trong dân rất dồi dào mà phải phụ thuộc nhiều vào thương lái nơi khác đến thu mua, nên anh đã quyết định bàn với gia đình vay vốn mua xe ô tô để đi thu mua nông sản như ngô, sắn về chế biến, sau đó bán đi các tỉnh. Ban đầu với rất nhiều những khó khăn, nhưng với quyết tâm, dám nghĩ, dám làm, anh Tú đã tìm cách vươn lên làm giàu từ hai bàn tay trắng. Sau khi thấy bà con như này nông sản trồng ngô giá rất là khó bán, không có nơi tiêu thụ nên là cũng có ý tưởng để về để làm phục vụ bà con, để có nơi có chỗ bán hàng vận chuyển cho bà con đi. Lúc mới xây dựng nên thì cũng chỉ có đi vay ngân hàng mua được một cái xe tải ben thôi, không tự lái lấy. Sau khi mua một được thì lại làm được mua được hai, cứ từng bước đi lên thôi. Bây giờ nhà mình thì có hơn chục con, thì là vận chuyển nông sản đi mua cho bà con tận dân và đi bán cho tất cả các tỉnh tận gốc luôn. Đến nay gia đình anh đã đầu tư xây dựng kho sấy ngô, sắn có diện tích 4.000 m², cùng các trang thiết bị, máy móc, lò sấy, băng tải để thu mua, sơ chế và tiêu thụ nông sản giúp bà con nông dân. Hiện nay anh còn đầu tư 10 xe tải để chuyên chở ngô và nông sản sấy để các tỉnh để tiêu thụ. Mỗi năm gia đình anh đã thu mua và tiêu thụ từ 10.000 đến 15.000 tấn ngô sắn của người dân tại các xã Lóng Phiêng, Trình Tương, Phiêng Khoài và cả bên nước bạn Lào. Hiện gia đình anh đang tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 25 lao động địa phương với mức thu nhập từ 8 đến 15 triệu đồng một người trên một tháng tùy công việc. Hiện tại giờ mình cũng làm cho Tú thì cũng được 5-6 năm rồi. Nói chung là công việc ở đây nó cũng ổn định. Công việc hiện tại của mình là chiên sấy ngô, là ngô tươi trở về là mình chiên sấy. Đội của mình tại là 6-7 người. Tức là bình quân thu nhập của anh em hiện tại làm ở cho Tú này cũng hơn 10 triệu một tháng. Từ hôm mà làm cho Tú, nói chung là công việc của anh em có lương đều. Cũng hiện tại cuộc sống nó cũng ổn định. Bên cạnh đó, anh cũng kinh doanh thêm các loại vật liệu xây dựng, cung ứng vật tư nông nghiệp, phân bón cho 10 đại lý phân phối tại xã Lóng Phiêng và các xã lân cận, phát triển trên 7 hectare cây ăn quả, gồm mận, xoài, nhãn. Tổng thu nhập hàng năm của gia đình sau khi trừ chi phí ước đạt trên 2 tỷ đồng. Không chỉ làm ăn, kinh doanh để phát triển kinh tế của bản thân, anh Tú còn thường xuyên trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh cho người dân trong bản, trong xã, giúp họ đổi mới nhận thức để sản xuất kinh doanh ngày một hiệu quả. Gia đình anh tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội, đóng góp các phong trào xây dựng nông thôn mới, xóa nhà tạm tại địa phương. Những năm qua, gia đình anh Tú đã đóng góp khoảng 150 triệu đồng để làm một số tuyến đường giao thông nội bản Yên Thi. Năm 2021 là năm tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến rất phức tạp. Gia đình anh đã ủng hộ
số tấm lợp với trị giá 10 triệu đồng để xây dựng chốt kiểm dịch và lán cách ly phòng dịch COVID-19 của xã Lóng Phiêng. Năm 2022, gia đình anh tiếp tục ủng hộ quỹ xóa nhà tạm của xã với số tiền 30 triệu đồng. Bản thân anh Tú và gia đình luôn gương mẫu, chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định, hương ước, quy ước của địa phương, thôn bản. Hàng năm được công nhận gia đình văn hóa. Hộ gia đình của anh Hoàng Văn Tú ở Yên Thi là một hộ gia đình tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh. Anh chủ yếu sản xuất đầu tư về lĩnh vực nông sản kết hợp với buôn bán vật liệu xây dựng cho bà con. Trong công tác xã hội thì anh Hoàng Văn Tú là luôn giúp đỡ bà con. Trong năm 2022, gia đình anh đã hỗ trợ và xóa nhà tạm được một hộ tại địa phương. Và trong lao động sản xuất thì anh thường xuyên tạo việc làm cho bà con tại địa phương, như anh em trong lái xe đã tạo được 10 anh em lái xe, và tiếp trong thời gian tới anh sẽ có dự định là hỗ trợ xã để xây dựng cổng chào khi cấp trên cho phép. Tinh thần học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thiết thực trong lao động sản xuất, làm giàu chính đáng và tích cực trong công tác từ thiện nhân đạo của anh Hoàng Văn Tú chính là tấm gương sáng để mỗi chúng ta học tập và noi theo. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay một số nông sản, đặc biệt là một số loại cây ăn quả chủ lực của huyện Yên Châu như xoài, mận, nhãn, đang chuẩn bị vào chính vụ thu hoạch với sản lượng lớn. Để đảm bảo đầu ra thuận lợi, ngành nông nghiệp huyện cùng với các địa phương, các hợp tác xã, các hộ trồng cây ăn quả đang tích cực triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng nông sản, chủ động kết nối liên kết tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông sản trên địa bàn huyện. Xác định hiện đang là thời điểm quan trọng trong quá trình trồng và chăm sóc để nâng cao chất lượng quả xoài. Mặc dù thời gian qua, thời tiết nắng hạn kéo dài, nhưng các thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp An toàn Trường Hạc đang tích cực triển khai các giải pháp bao trái, tưới ẩm, bổ sung dưỡng chất để đảm bảo cho cây cũng như quả xoài sinh trưởng và phát triển tốt, đảm bảo sản lượng cũng như đáp ứng các tiêu chuẩn mẫu mã, chất lượng phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu. Hiện Hợp tác xã có 14,5 ha xoài tượng da xanh trồng theo quy trình Việt Gáp, trong đó có trên 7 ha được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu. Năm 2022, Hợp tác xã đã xuất khẩu hơn 500 tấn xoài sang thị trường Trung Quốc. Để đảm bảo chất lượng cho quả xoài thì trước tiên là chúng ta cần phải chăm sóc xoài theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp. Từ cái lúc ra hoa là chúng ta đã phải chăm rất là kỹ rồi. Dùng cái phân hữu cơ để nuôi thân và lá. Còn đến lúc chăm sóc quả thì chúng ta sẽ thêm những cái dưỡng chất, những cái phân bón để thúc. Cái việc tiêu thụ thì thực ra thì các đầu mối cũng có liên hệ là đặt vấn đề về số lượng và các cái loại xoài như xoài vàng, xoài xanh. Các bạn hàng cái truyền thống thì cũng vẫn liên hệ lên thăm vườn và cũng xem tình hình chất lượng của xoài rồi. Bên cạnh cái đơn hàng của những khách hàng truyền thống thì chúng tôi cũng có giới thiệu sản phẩm trên các mạng xã hội để giới thiệu sản phẩm khu vực mình. Cũng như cây xoài, chỉ hơn một tháng nữa là bước vào vụ mận chính. Thời điểm này, nhiều hợp tác xã, hộ trồng mận trên địa bàn huyện Yên Châu cũng đang tích cực chăm sóc, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác để nâng cao năng suất, chất lượng quả mận. Đặc biệt, trong những năm gần đây, các hộ trồng mận trên địa bàn huyện đã chuyển hướng chăm sóc mận bằng sử dụng các loại phân bón hữu cơ, chế phẩm sinh học để phòng trừ sâu bệnh. Nhờ đó, quả mận đạt chất lượng tốt, sản lượng ổn định và được người tiêu dùng ưa chuộng. Mặc dù tình hình thời tiết gần đây nắng nóng kéo dài,
song do chủ động được nguồn nước cũng như áp dụng các tiến bộ khoa học vào chăm sóc, nên gần 2 hectare mận của gia đình ông Nguyễn Văn Minh ở bản Triềng Hưng, xã Yên Sơn đang cho năng suất chất lượng khá cao. 2 hectare mận thì khoảng độ 40 tấn. Thế mận trái này cho ra là chắc phải được khoảng độ gần chục tấn. Mẫu mã chất lượng quả thì đẹp, rất là đẹp. Hàng năm thì thương lái đến tận nhà mua cũng rất là thuận lợi, cũng chẳng có gì gọi là vất vả cả. Tôi chảy cũng được hơn 1 tấn rồi, còn tiếp tục vài hôm nữa lại chảy tiếp. Thương lái mua thì thuận lợi, thuận tiện thôi, chả có gì cả. Mới giá trung bình bây giờ là 40 đến 50 nghìn một cân. Hiện huyện Yên Châu có trên 11.400 ha cây ăn quả các loại, gồm có xoài trên 3.200 ha, nhãn 2.900 ha, mận hậu 3.286 ha và gần 2.000 ha cây ăn quả khác. Trong đó có trên 773 ha diện tích được cấp chứng nhận Việt Gáp, trên 1.140 ha diện tích được cấp mã số vùng trồng, với sản lượng hàng năm đạt trên 90.000 tấn quả các loại. Để phát huy tốt những lợi thế của địa phương trong phát triển cây ăn quả, cũng như đảm bảo công tác tiêu thụ nông sản theo kế hoạch, hàng năm huyện tập trung đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, tích cực tuyên truyền, vận động thành lập hợp tác xã, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Đến nay, toàn huyện có trên 50 hợp tác xã nông nghiệp với gần 900 thành viên. Một số hợp tác xã đã tham gia liên kết sản xuất và bao tiêu sản phẩm cây ăn quả với người dân, áp dụng quy trình sản xuất Việt Gáp trong sản xuất và chế biến. Đặc biệt, huyện đã tăng cường xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, liên kết các chuỗi tiêu thụ trong nước và xuất khẩu ra thị trường Trung Quốc, Úc, Mỹ. Phối hợp với các sở ngành, tập huấn thương mại điện tử cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện về quy trình tham gia quảng bá, giới thiệu, live stream bán hàng trên nền tảng số đa kênh như TikTok, Zalo. Là ngay từ đầu năm cũng như là đầu vụ thì cũng đã giao các cơ quan chuyên môn, ủy ban dân các xã cùng xuống với lại các hợp tác xã rồi các doanh nghiệp thu gom đầu mối để tiếp tục cùng với lại các cái tiếp tục duy trì các cái bạn hàng truyền thống cũng như là giới thiệu các cái quảng bá các cái sản phẩm nông sản của huyện Yên Châu đến với lại bạn hàng trên cả nước, rồi phối hợp với lại các cơ quan đơn vị, nhất là đối với lại Sở Công Thương rồi Trung tâm Xúc tiến Đầu tư của tỉnh để tổ chức tập huấn các cái lớp bán hàng online, rồi các trên các cái nền tảng số, rồi các cái hệ thống siêu thị điện tử để người dân trên cả nước cũng như thế giới biết đến về nông sản của huyện Yên Châu. Năm nay dự kiến sản lượng là rất là lớn, do đó là cái việc tiêu thụ cũng như là kết nối với lại các cái bạn hàng để tiêu thụ cái lượng hàng hóa trên địa bàn huyện, làm sao mà được cái sản phẩm nó tốt nhất, cũng như là hướng dẫn các cái hộ dân, các cái đơn vị làm tốt công tác khuyến công để từ đó là đưa các cái sản phẩm vào chế biến để giảm áp lực cái việc tiêu thụ sản phẩm quả tươi. Đấy, rồi thì kêu gọi các cái doanh nghiệp cũng như là các cái đơn vị đầu tư các cái nhà lạnh, kho lạnh để trữ sản lượng để giảm cái áp lực trong cùng một thời điểm mà cái sản lượng nó quá lớn. Để đảm bảo được đầu ra cho nông sản thì việc nâng cao chất lượng, giá trị cho sản phẩm nông sản là yếu tố rất quan trọng. Do vậy, cùng với sự chủ động của người dân trong việc nâng cao năng suất, chất lượng nông sản và sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, huyện Yên Châu triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quảng bá, liên kết tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Trong năm 2023 và những năm tiếp theo, nông sản của huyện Yên Châu sẽ tiếp tục vươn xa tới các thị trường trong nước và xuất khẩu. Trang cơ sở của huyện Yên Châu phát trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Sơn La xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong trang cơ sở lần sau.